Thế là
theo sức trèo lên cây sung. Vậy trèo lên cây sung tức là ông không phải tìm, nhưng mà khi sung nghe nhà chúng ta nói ông lên nhìn lên để nhìn thấy Chúa thôi, ông không dám mơ ước gì, ông thể nhìn xem nghe xa như thế nào thôi. Nhưng khi ông trèo lên cây sung, ông đang mất đó trên cây sung, không dám nhìn vào chỗ cho nó. Thế là ông Chúa Giêsu bước lên, cái hình ảnh bước lên một đấng cứu thế cao như thế, cao trọng thế, lại bước lên nhìn một kẻ tội. Đấy, khi ông Chúa Giêsu bước lên nhìn thấy Gia Kêu và Giêsu gọi Gia Kêu xuống màu, vậy chúng Gia Kêu, Gia Kêu nó bất thiện. Này Chúa gọi ra cái đức danh của ông giữa 4.000 người, sao chúng lại biết? Vâng, vì đó đô la cái đất cứ thế biết danh từng con chim cổ kêu đúng tên, mà kêu không phải mắt ta kêu mày chúng ta kêu cơ bản của ông ra cái xuống màu gọi những người bản thân ra cái khoảng hồ làm sao biết tên của con, biết tên của anh Gia-kêu. Tên Chúa bây giờ Gia-kêu thấy mình bận thì mà gọi thằng Gia-kêu là sẵn sàng. Gia-kêu vung vẳng, nghe đây, Gia-kêu xuống đâu, hôm nay ta mừng trong nhà người. Gia-kêu mừng hết lớn, tung chúa không biết chạy thế nào, chắc phụ tung chúa. Và Gia-kêu lo to, dân chúa về. Vâng, Gia Kêu muốn tìm gặp Chúa, muốn xem như Chúa, tìm về Chúa như thế nào. Và Chúa Giêsu là một đấng đại tài, không trách tội con của mình, không mắng con của mình, nhưng con Gia Kêu tên gọi thân xin xuống màu, cái từ thân thương xuống màu và thay mùi trong nhà ngươi, đến thăm nhà ngươi, còn ở trong nhà ngươi nữa. Chúng ta chưa thực sự ra đời, chắc chắn
cao. Đó là một điều chắc chắn. Chắc chắn 100%. Đến bây giờ tôi hỏi bà anh chị em, ví dụ anh ông bà anh chị có cái tin của mình nói Chúa của trong lòng mình, chắc chắn không? Bây giờ bà anh chị em bảo tin được tin của tôi như này, có chắc chắn không? Cha buồn cười, tim của con là của con, cha buồn cười. Chúa chắc, bây giờ nếu là tim của mình cho mắt đập 500 nghìn đồng, vô phương, không được, mắt nó đứng được không? Không được. Mặc dù mắt tim của mình không được, phổ cũng vậy thôi. Vậy hai mắt nó đứng được. Thank you.